Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Phàm Nhân Tu Tiên nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game hệ tướng lấy bối cảnh phong thần đại chiến hết sức là quen thuộc. Thì Phàm Nhân Tu Tiên là một cái tựa game nhập vai hệ tướng màn hình dọc. Thì lấy bối cảnh phong thần đại chiến, trò chơi sẽ đem đến cho bạn game thủ một cái trải nghiệm chơi game như là xem phim. Game sở hữu cho mình đồ họa 2D phong cách hoạt hình vô cùng sống động và bắt mắt. Kèm theo đó là các hiệu ứng, kỹ năng được thể hiện cực kỳ lôi cuốn. Kết hợp với đó là một cái đề tài không còn xa lạ với cộng đồng. Thì phần hình ảnh ở trong cái tựa game Phàm Nhân Tu Tiên đã tạo nên cái sự hài hòa vừa quen và vừa lạ. Thì với hàng trăm hàng tướng, số lượng chiến thuật người chơi áp dụng có thể lên tới con số hàng ngàn với đủ cách thức bố trí đội hình thiên biến và khá vô cùng ảo diệu. Như tối nay, thì đòi hỏi tất cả bạn người chơi phải nắm rõ không chỉ đặc tính của từng thần tướng mình có, mà còn phải phán đoán được cái chiến thuật cũng như là điểm mạnh yếu của đội hình đối phương, từ đó sẽ đưa ra phương án đối phó hợp lý nhất. Hiểu kỹ năng không số của mọi tướng trong game cũng được xây dựng kỹ lưỡng, chi tiết và vô cùng phong phú. Bên cạnh đó thì cũng theo đúng câu chuyện, các thần tướng cũng sẽ có cơ hội quan hệ tương sinh tương khắc, bổ trợ lẫn nhau khi được ship đúng đội hình, kích hoạt nhiều hiệu ứng quan trọng cho cả đội. Hành trình chủ yếu của người chơi sẽ là vượt qua các cửa ải với lối chơi chiến thuật đang chặn, thu thập các thần tướng theo sẽ đội hình hợp lý để PvP hay là PvL theo nhiều kịch bản sát với cốt truyện. Tuy các trận đấu diễn ra theo rất là tự động, nhưng mà yếu tố lớn nhất quyết định thắng thua phụ thuộc hoàn toàn vào sự tài tình trong chiến thuật sắp xếp của tất cả các bạn người chơi. Bên đó thì hệ thống tính năng trong Phàm Nhân Tu Tiên Mobile thì cũng bao gồm thì đủ các tính năng quen thuộc trong dòng game nhập qua như trang bị, cường hóa, rút hẻ, đào bảo, chiến boss có nhiều trải nghiệm phong phú. Nhìn chung thì tựa game này cũng có rất nhiều điểm đặc sắc nha bạn, như là được ghi 6 phá hơn 300 nhân vật và hoạt động phó bản, cũng như lối chơi đột phá năm 2022, hiệu ứng đẹp mắt như phim, tính năng trồng cây nhận kim nguyên bảo nhanh chóng trở thành đại gia. Thì đó là những gì mà điểm đặc sắc của cái tựa game này. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận code và chia sẻ cho bạn tất cả các code do tuân thủ, do bạn nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like video này nếu bạn hay, rồi chia sẻ cho bạn cũng biết coi nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn nhập code. Thì đầu tiên để nhập code, các bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào đổi gói quà và tiến hành nhập code. Code thứ nhất sau O B B N T T gạch 1 gạch 1 C B 3 C B D 4. Sau đó thì các bạn nhấn vào xác nhận để nhận quà nha các bạn. Để đổi thành công rồi trung tâm nhận thưởng thì các bạn quay trở về, nhấn vào trung tâm nhận thưởng ở đây để nhận quà. Thì có này sẽ hưởng được các hồng quà sau: bái thần phù, thì nhân dẫn chứng tới chúng thần thần bì phù chú sử dụng sau có thể tiến hành một phần một lần thất ất tám môn, như là chia một càng nhiều đào hẩu. Thứ hai là hầu linh đao, từ mấy trăm loại dược quý liệu, dược liệu quý, chân quý dược liệu, trải qua nghiệp hỏa luyện chế trăm ngàn mà thành, sau khi phục dụng nhưng mà khôi phục 10 điểm linh khí. Trăm năm tiết xâm, đạo hậu kinh nghiệm đầu cụ, sử dụng sao gia tăng đạo hậu kinh nghiệm 20.000. Đạo pháp gương, sau khi sử dụng đại khái sức nhận được G hoặc N đạo pháp thần tầng tàn tiên, sức nhỏ nhận SSG hoặc SG đạo pháp tàn thiên. Đây là tất cả các phần quà của có thứ nhất. Bây giờ chúng ta còn đến có thứ hai. Thì có như sau: L S H, cái hồng gạch dưới một cái nha các bạn, tại trong đây nó không có hẹn. E B D 4 7 6 9 6 K
các bạn lưu ý này không phải vân trắng nha các bạn, đây là dấu gạch dưới, tại ở trong đây nó không có hẹn nha các bạn. Đó, nhấn xác nhận để nhận quà. Đó, các bạn vào trung tâm nhận thưởng cho nhận quà thì có này sẽ hưởng được các phần quà như sau: đồng bói cho đồ chơi không đủ tiền tệ là mỗi đơn vị tiền tiên mang theo người đồ vật, số lượng trong quạng tí tiên kê, tiên kê thần dược chưa từng ăn qua cũng như sẽ sinh lòng uổng công sau khi phục dụng nhưng mà khôi phục 25 một ít thể lực, số lượng 5 tinh hà tứ sa một loại tứ sắc lại tinh ít sáng long lanh khác khiêu chiến tử quy tinh đội không nhưng phải dùng cho tại tử quy cung hương trong tiệm đó hóa chuyên môn trang bị, số lượng là 10. Thì cái này sẽ mở ra và chọn một trong các mục trên như là hiền không kiếm mạnh vỡ, hiền không ngọc trang trụy mạnh vỡ, hiền không quan mạnh vỡ, hiền không tướng bảo mạnh vỡ, ngộ sát đao mạnh vỡ, ngộ sát giới chỉ mạnh vỡ. Ok, giờ số lượng 30. Ok, giờ chúng ta hãy cùng đến với cái code thứ 3. Code như sau: GGOUB gạch dưới 5EBFCGEC. Sau đó thì các bạn nhấn xác nhận để nhận quà. Đó, các bạn vào trung tâm nhận thưởng nha các bạn. Cái này sẽ nhận thưởng được các quà sao linh trúc kiếm, áp dụng lạc già nấu đen, làm vật liệu luyện chế mà hành kiểu dáng tao nhã, trường kiếm tản ra như có như không đạo gia chi khí, lượng 1 linh trúc giới, trúc hân chế chiếc nhẫn đường vân đơn giản lộ ra một chút hiền ý, lượng 1 linh trúc quen chất liệu đặc thù tạo hình đơn giản mão đầu, đeo sau có thể bù người thanh tâm tịnh khí cho người ta tiêu xài sức trần cả tâm giác, linh trúc bào nhẹ nhàng đậu bào lấy chi có may trôi nước chảy cảnh giác. Ok, giờ mình sẽ nhận hết tất cả các phần thưởng. Đây là phần thưởng nha bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Tổng là có 3 code, khi nào có thêm code mới mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn nhập code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like ô này nếu bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.